Thật ra anh cũng có một mối tình giống như em, cũng đúng vào cái tầm tuổi này. Những lúc anh khó khăn nhất, nghèo khó nhất, người ta ở bên anh. Anh có hứa là anh sẽ đám cưới với cổ, nhưng anh không làm được. Cũng như em, trong thời điểm đó anh phát triển nhanh, anh có sự nghiệp. Lúc đó anh trách bản thân mình nhiều chứ. Và nếu như có thể nói một trong những người mà anh cảm thấy là anh có lỗi nhất và anh muốn gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, thì đó là cái người bạn gái mà anh vừa kể với em. Anh nhớ có một lần anh gặp cổ ở Vincom, vô tình đứng nhìn nhau và khóc rất nhiều. Không biết tại sao khóc, chỉ biết là chết rồi, mình không dám đối diện lại với con người này. Không dám đối diện, mình sai quá mà. Nhưng em biết không, từ những cái cú vấp như vậy á, mình học được cách để mình trưởng thành hơn và tốt hơn với những người sau này nữa, sau này nữa, sau này nữa. Cho đến khi anh gặp vợ anh, thì ngày hôm nay anh biết cách yêu thương một người. Và anh nói thiệt nha, trong trái tim anh bây giờ anh chỉ mong cô hạnh phúc thôi. Và bây giờ là Minh Hoàng. Thì theo các bạn, Minh Hoàng là màu gì? Minh Hoàng hả? Đã có chủ đi. Độc thân. Chị là gì vậy? Ôi, có đồng minh rồi. Em đã tự tin hơn chưa? Và xin mời. Em đúng. Em đã được từng đúng. Em cầm cái thúng em đi kìa. Trời ơi. Yeah là yeah với em đi nào. Yeah là yeah với anh. Chào em. Chào ban cố vấn, chào anh Trấn Thành và chào Hân. Em là Minh Hoàng đến từ vũ đoàn Bước Nhảy á. Em sinh hoạt trong vũ đoàn được bao lâu rồi? Dạ em sinh hoạt ở vũ đoàn được 4 năm rồi. Hôm nay vì sao em đến với chương trình? Em muốn mình thử mở lòng với một người nào đó. Bộ xưa giờ khép hả? Khó nói lắm anh. Phải nói chứ. Em có một mối tình kéo dài được 4 năm. Em quen bạn này thì lúc đó là em không nghĩ là bạn ấy sẽ đồng ý quen em đâu. Tại vì bạn ấy khá là xinh đẹp. Bạn ấy có làm trong vũ đoàn không? Không, bạn ấy cũng đi nhảy. Nhưng ở chỗ khác? Dạ, chỗ khác. Trước đó từ lúc mà em bắt đầu dậy thì á, không biết là do sinh hoạt hàng ngày hay là tai nạn hay sao, em bị lệch hàm. Lệch hàm? Cái đó là nặng không? Dạ nặng. Thì lúc đó con người của em nó bắt đầu tự ti, nhút nhát. Và nó cũng khá là khó khăn cho em vào cái buổi đoàn này. Thì em gặp may mắn là có một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ và em cắt tim vào đó và em đậu và thành công em được như bây giờ. Cho tới lúc em phẫu thuật xong thì bạn ấy vẫn chờ đợi em. Lúc mà em có được ngoại hình như thế này thì em khao khát, em muốn được làm nhiều hơn. Thì trong thời gian đó thì em tập trung vào công việc để có chỗ đứng như bây giờ, thì em vô tình bỏ lỡ bạn ở phía sau. Nói vô tâm hơn là em làm buồn bạn. Ok,
Anh hiểu là những gì em đang nghĩ. Có nghĩa là mình sẽ tự dằn vặt bản thân mình là mình là người đàn ông hơi ích kỷ. Mình được người ta ở bên mình lúc mình khó khăn nhất, để rồi lúc mình tốt đẹp nhất thì mình sẽ bỏ rơi người ta. Anh không nói điều này để an ủi em, để cổ suý cho cái hành động vừa rồi. Nhưng mà như thế này nè em ạ, trên đời này cái gì nó xảy ra nó cũng có một cái lý do nhất định. Có thể em đã sai. Thật ra anh cũng có một mối tình giống như em, cũng đúng vào cái tầm tuổi này. Những lúc anh khó khăn nhất, nghèo khó nhất, người ta ở bên anh, anh có hứa là anh sẽ đám cưới với cổ, nhưng anh không làm được. Cũng như em, trong thời điểm đó anh phát triển nhanh, anh có sự nghiệp. Lúc đó anh trách bản thân mình nhiều chứ. Và nếu như có thể nói một trong những cái người mà anh cảm thấy là anh có lỗi nhất và anh muốn gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, thì đó là cái người bạn gái mà anh vừa kể với em. Anh nhớ có một lần anh gặp cổ ở Vincom, vô tình đứng nhìn nhau và khóc rất nhiều. Không biết tại sao khóc, chỉ biết là chết rồi, mình không dám đối diện lại với con người này. Không dám đối diện, mình sai quá mà. Nhưng em biết không, từ những cái cú vấp như vậy á, mình học được cách để mình trưởng thành hơn và tốt hơn với những người sau này nữa, sau này nữa, sau này nữa. Cho đến khi anh gặp vợ anh, thì ngày hôm nay anh biết cách yêu thương một người. Và anh nói thiệt nha, trong trái tim anh bây giờ anh chỉ mong cô hạnh phúc thôi. Sáng nay có một người bạn gửi cho anh một cái câu này: rồi bạn sẽ phải chia tay 90% những người ở bên bạn khi bạn muốn nâng cấp bản thân để đến một chỗ mới. Và cái chỗ đó họ đang không hiểu bạn đang làm gì. Nếu như thật sự các bạn tiếp tục đi lên, thì ở trên đó còn được bao nhiêu người thì những người đó sẽ là những người ở lại. Chúng ta không nói đúng và sai ở đây, chúng ta chỉ nói là chúng ta còn đủ duyên, đủ năng lượng, đủ đúng cái góc nhìn hay là đúng cái mục tiêu để cùng phấn đấu đến một điểm hay không. Cái còn lại thì anh chỉ nghĩ là em mong rằng bạn ấy sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó. Và nếu em đã chấp nhận chia tay bạn ấy để thành công, thì em phải thật thành công. Dạ, em ấy nói gì với bạn nữ của chương trình đi? Chúc Hân sẽ tìm được một bạn phù hợp với tính của mình và biết lắng nghe, thấu hiểu nhau hơn, và thật hạnh phúc nha. Cảm ơn Hoàng rất nhiều.